Hello, xin chào các em. Hôm nay anh sẽ thay mặt chị bé Úc Chi Bi giới thiệu review cho các em những cái món hàng này. Tại vì nhiều bạn quá mua về mà không biết sử dụng nó nên hay gọi cho shop. Nên là anh phải review để cách chỉ sử dụng cho các em nha. Và anh thì nói không có hay lắm nhưng mà biết cách sử dụng chỉ cho các em những cái món đồ chơi này ha. Cái này là gì? Bình nước mới về nè. Bình nước lọc nè. Cái này là bàn ủi nè. Máy giặt và chú chó đặc biệt mà ha, chú chó dễ thương này. Rồi giờ bắt đầu mình video đầu tiên mình giới thiệu về chú chó nha các em. Nói chung là nó rất là đơn giản thôi các em ơi, không có gì là khó hết. Bây giờ mình chỉ tháo ra mình bỏ pin vào thôi nha. Đây, tháo vào bỏ pin vào thôi, không có gì là khó hết. Nhưng mà nhiều bạn không có biết á, nên là mình với lại cũng chưa có mua á, nên là để thử luôn cho các bạn xem, để cho các bạn biết về cách sử dụng của nó và cái cách hoạt động của nó ra sao, đúng không? Đó, bắt đầu mình tháo dứt ra nha. Đó, cái mình lấy pin ra nè, lấy cái này gắn pin vô thì nó sử dụng là hai cục pin tiểu nha các em. Đây, sử dụng hai cục pin tiểu. Đây, shop đã cái chuẩn bị pin nè. Pin này thì ở đâu cũng có bán hết nha, nhưng mà các em mua bên shop thì shop tặng kèm pin cho các mình nha. Còn nhiều bạn mua nhiều chỗ thì không có tặng pin, nhưng mà riêng ở shop là shop sẽ tặng pin. Đó, mình vừa gắn vô là nó đã hoạt động rồi nè. Tại lại ha. Đó, tắt nè. Cái này ở đây thì nó có cái nút off với nút on. Nút off là tắt, nút on là mở, đúng không? Đó, mình mở rồi, nó vậy là nó hoạt động nè các bạn, đúng không? Nó chạy rất là dễ thương, đúng không? À, quay lại, dễ thương vô cùng. À, không đi. Đó, cái này các bạn mua về để làm thú côn, thú yêu cái gì, thú nuôi luôn nha. Đó. Đó, video đơn giản vậy thôi nha. Đó, về mình tắt rồi mình sẽ sử dụng, mình đừng có để mà quăng cho nó rớt mạnh quá, nó sẽ hư cái mạch điện trong đây. Với lại là xài một thời gian mình thấy nó hoạt động là có thể là do nó hết pin nên là mình nên thay pin nha. Đó, và các bạn nào mà muốn mua hàng thì hãy gọi 0937899707 shop Úc Chi Bi, hoặc Zalo là Zalo cũng số điện thoại luôn 0937899707. Facebook thì là bé Úc Chi Bi ha. Rồi, cảm ơn các em đã theo dõi cái video ngắn này để giới thiệu chú chó thú cưng này nha. Bye bye các em, hẹn các em cả video giới thiệu của món khác nha.